Chưa bao giờ mà em Thủy lại cảm thấy mình đang bị bí tưởng như lúc này. Bởi vì em đang đứng trước một vẻ đẹp tinh tế, một vẻ đẹp hoàn mỹ. Đâm ra là nhiều khi mình cũng bị bối rối và bị bí tưởng. Đây là cái siêu phẩm của năm 2024, Vespa Zomalai thế hệ thứ ba của Zomalai rồi. Sản xuất riêng cho năm 2024. Mẫu này thì nó sẽ đang kiểu như là đang rất là ưu ái cho các bạn nữ này. Nên là các bạn nữ đâu rồi, chúng ta hãy vào đây ngay để nghe xem cái mẫu này có gì hợp và hot với mình nhé. Mẫu này thì mọi người thấy không? Nhìn mắt thường ấy thì chúng ta có thể thấy rằng là mẫu này nó rất là tinh tế. Một cái đường nét thiết kế của xe này, đường cong này, thiết kế của xe khá là tinh tế và nó thể hiện được một cái sự sang trọng, đẳng cấp và tinh tế hơn so với những mẫu cũ của năm 2023 và các mẫu Vespa khác trên thị trường. Mà cái sự đẳng cấp này nó chỉ có thể hiện được ở chiếc xe điện Zomalai của năm 2024 mà thôi. Phần sơn của xe á, mọi người biết không? Nó là phân khúc cao cấp. Nên là cái phần sơn của xe nó cũng rất là đặc biệt, công nghệ của Nhật. Nên là DK3 đã mang về cho chúng ta một cái công nghệ sơn cực kỳ đẳng cấp mà chúng ta chỉ bắt gặp ở đâu ạ? Ở trang phục dòng xe ô tô thôi. Sơn của ô tô như nào thì cái sơn của xe điện này nó y như vậy. Màu sơn cực kỳ bắt mắt và thể hiện được một sự sang trọng luôn. Đấy, các bạn nữ thấy không? Ngồi lên cái mẫu này gì ạ? Trời ơi, cứ gọi là thần thái sang chảnh luôn. Cứ gọi là thần thái ngút trời luôn mọi người thấy không? Em ngồi lên chẳng có tiền đâu nhà mình nhìn á. Như kiểu người có tiền ấy, mà các em học sinh ngồi mẫu này á, đi xe này á, thật sự luôn, nói nhỏ chứ, auto tu của người yêu, thật sự đấy, mẫu này nha, dành riêng cho các bạn nữ rồi. Cái phần yếm của xe này cực kỳ thon gọn nhá, không có cảm giác nặng nề hay là gồ ghề như những mẫu khác đâu, cực kỳ đẹp luôn, đi con này cực kỳ đẹp luôn. Rất nhiều các hãng Vespa ấy, họ cũng đã nhái và lấy những cái tinh tế của xe này để lắp sang cho mình ấy, nhưng mà nó cũng không thể hiện được cái sự sang trọng của xe, nó cũng không thể hiện được thần thái của cái chiếc xe giống của chiếc xe Zomalai như thế này. Mẫu này em Thủy đánh giá cực kỳ là đẹp luôn mọi người nhé. Mọi người tin em đi, mẫu này nó là cái phân khúc cao cấp đó. Nên là tất cả các chi tiết của xe nó cũng được trang bị rất là cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo luôn. Và mẫu này thì có đủ màu sắc nha mọi người, xanh, đỏ, tím, vàng và đen nữa. Nên là có sẵn tại Minh Nhật. Mọi người chỉ cần qua Minh Nhật hoặc gọi hotline 0916 999 52 để được em Thủy trực tiếp tư vấn nha mọi người.